Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho nhà mình một chương trình mua xe Volvo dành cho quý anh chị quan tâm và muốn sở hữu trong tháng 2. Tháng 2 là tháng ra diên. Tháng 2 là tháng để chúng ta có nhiều ưu đãi, nhiều khuyến mãi. Và cụ thể, chiếc xe đứng kế bên Khanh đây, đây là chiếc Volvo XC60. Thì Volvo XC60 bên Khanh bán có hai loại động cơ và tất cả nó đều là xe hybrid hết rồi. Volvo bây giờ thì không còn xe động cơ xăng thuần nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay, Khanh sẽ giới thiệu lại chi tiết cái chiếc xe Volvo XC60, xem xe phiên bản nào sẽ là phù hợp và quý anh chị cảm thấy phiên bản nào thích hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Chương trình tháng 2, quý anh chị mua trả góp 0%. Mua trả góp 0%. Đó là một trong những ưu đãi cực kỳ lớn tại thời điểm này. Và ngoài ra, quý anh chị còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Chi tiết về chương trình này thì quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại của Khanh 0856 131313. Khanh sẽ giải đáp thêm các thông tin liên quan để quý anh chị được rõ hơn về chiếc xe. Vì nhu cầu sử dụng cũng giống như là nhu cầu sở hữu xe, mua qua ngân hàng hay là mua tiền mặt, mỗi anh chị mỗi khác. Thì Khanh sẽ giải đáp cụ thể từng trường hợp chi tiết để quý anh chị được rõ hơn. Rồi bây giờ hãy cùng Khanh theo dõi xem cái chiếc xe này có gì hay để chúng ta có thể sở hữu và đem về trong thời điểm tháng 2 này nha. Trước mắt tất cả quý anh chị, đây là XC60. Và Volvo XC60 có hai loại động cơ. Động cơ B6 và động cơ T8 Recharge. Rồi, bây giờ Khanh sẽ đi một vòng ở phía đầu và Khanh mở nắp capo lên cho mọi người xem nha. Trước mắt nhà mình đây là khối động cơ của chiếc Volvo XC60. Và tất cả các xe Volvo đều sử dụng động cơ xăng 2.0 lít. Nó cho ra nhiều dải công suất. Với động cơ B6 có công suất 300 mã lực. Và với động cơ T8 Recharge, nó cho công suất 462 mã lực. Về giá bán của hai loại động cơ thì Khanh để trên màn hình, quý anh chị có thể xem cụ thể giá bán của hai loại động cơ. Tổng thể tính năng vận hành an toàn thì hai loại động cơ này sẽ có cách thức vận hành giống nhau và ngoại hình giống nhau, nhưng nó sẽ khác nhau về cái cảm giác lái của mình. Và động cơ T8 nó sẽ cho phép mình sử dụng một chiếc xe xăng giống như một chiếc xe điện. Tại sao Khanh nói như vậy? Vì đây, trước mặt quý anh chị, đây là chiếc xe có sử dụng động cơ T8 Recharge 462 mã lực. Và tại sao Khanh nói là nó sử dụng giống như một chiếc xe điện? Bởi vì quý anh chị có thể cắm sạc bằng điện 220V tại nhà. Và xe điện quý anh chị chạy thì điều lo lắng nhất đó là hết điện, mình phải tìm chạm sạc. Nhưng cái chiếc xe này khi mà sạc tại nhà bằng điện 220V thì quý anh chị đi hơn quãng đường của pin vẫn còn cái động cơ xăng. Đây là động cơ xăng để giúp cho quý anh chị tiếp tục hành trình. Và quý anh chị sẽ đổ xăng ở bên vị trí này. Đây là vị trí đổ xăng. Đó, đây là vị trí đổ xăng của chúng ta. Đó, như tất cả những xe xăng thông thường. Và chiếc động cơ B6 thì nó cũng y như vậy. Vẫn vị trí này đổ xăng. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tổng thể ở phía sau cái chiếc xe của nhà mình nha. Rồi, tất cả các xe Volvo XC60, B6 hay là T8 Recharge thì ngoại hình tổng thể của quý anh chị nhìn vào sẽ không có sự khác biệt. Trừ một số điểm nhỏ, Khanh ví dụ giống như là chữ T8 Recharge vị trí này. Rồi, trừ kiểu bộ mâm. Cái bộ mâm của T8 Recharge, đây là bộ mâm T8 Recharge nha. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm một cái vị trí má vè. Má vè bên trái. Đó. Đây là vị trí chúng ta có thể cắm sạc. Rồi còn động cơ B6 thì sẽ không có. Tùy theo nhu cầu sử dụng và tùy theo sở thích của quý anh chị, nếu chiếc B6 phù hợp hơn thì mình hãy chọn B6. Còn tổng thể nó giống nhau. Rồi bây giờ Khanh giới thiệu với mình phần nội thất bên trong. Giới thiệu với cả nhà, đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe T8 Recharge. Và
Nếu quý anh chị vào một chiếc xe Volvo, sẽ có sự bất ngờ đầu tiên ở cái phần đề máy, và Khanh sẽ đề máy cho quý anh chị xem. Êm lặng, yên tĩnh và mượt mà, đó là cái cảm giác mà Khanh có thể chia sẻ cho quý anh chị. Còn chi tiết thì quý anh chị có thể ghé trực tiếp showroom, liên hệ với Khanh đặt lịch lái thử. Khanh sẽ giới thiệu cụ thể chiếc xe này. Và qua lời nói của Khanh thì cái việc yên lặng, êm ái của chiếc xe nó khó thể hiện, và chính quý anh chị sẽ là người cảm nhận thì nó mới chính xác nhất. Rồi. Khi mà chúng ta vào phần nội thất á, thì phần nội thất của quý anh chị, nếu quý anh chị thích về nội thất màu nâu thì chúng ta sẽ có màu nâu da Nappa. Còn nếu quý anh chị thích màu vàng thì Khanh có màu vàng cùng bằng giá thôi. Còn nếu quý anh chị thích về phong cách thể thao thì Khanh sẽ có ghế màu đen. Còn về tính năng trên ghế thì cái ghế của mình nó sẽ có tính năng là làm mát và sấy lưng ghế. Làm mát và sấy lưng ghế nha. Cái ghế này là ghế da đục lỗ nè. Ghế da đục lỗ. Và để làm mát và sấy lưng ghế thì quý anh chị chỉ cần bấm vào đây. Đây, chúng ta sẽ làm mát lưng ghế. Còn sấy lưng ghế chúng ta bấm phía trên. Đó là một trong những cái tính năng rất là hay khi mà quý anh chị sử dụng một chiếc xe ở miền Nam và vào những cái mùa nắng nóng. Điểm mạnh của trên chiếc xe này nữa là hệ thống điều hòa của chúng ta sẽ là lọc mùi, lọc bụi, rồi cân bằng cả những cái chất lượng không khí oxy để cho chúng ta có một cái hành trình rất là thoải mái trong nhiều chuyến đi. Rồi. Đối với trong cái phân khúc của Volvo XC60 thì quý anh chị có thể cân nhắc là Audi Q5 đúng không ạ? BMW X3 vân vân, Lexus NX, thì Volvo thiên về tính năng an toàn. Thì chỉ cần một nút bấm trên vô lăng, là quý anh chị đã có thể kích hoạt tính năng Drive Assist của xe Volvo. Và với tính năng Drive Assist thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái vô lăng của quý anh chị khi vào cua và giúp cho mình luôn giữ làn đường chính giữa ở vận tốc chỉ 30 km/h. Chỉ cần 30 km/h thôi. Và quý anh chị muốn cảm nhận và cái cách vận hành của hệ thống này như thế nào thì xin phép mời quý anh chị liên hệ với Khanh và đặt lịch lái thử để chúng ta có thể trải nghiệm một cái cảm giác êm và an toàn của chiếc xe như thế nào. Còn ở đây thì Khanh giới thiệu tổng thể cái chiếc xe, những cái chi tiết rất là hay trên chiếc xe này. Về các hệ thống an toàn, cũng giống như tính năng vận hành, cũng giống như option trên xe thì nó rất là nhiều, thì Khanh xin phép không kể trong cái video này. Nhưng những cái hay, những cái điểm nổi bật của chiếc xe đó là quý anh chị có một cái động cơ xăng điện hybrid và công suất 300 mã, 462 mã, nếu quý anh chị muốn thiên về cái công suất vận hành, và quý anh chị muốn thiên về một cái cảm giác an toàn thì hệ thống của Volvo sẽ làm được cho quý anh chị. Đó là những cái mạnh, những cái hay. Còn thêm nhu cầu của từng anh chị như thế nào thì Khanh sẽ giải thích và chia sẻ cụ thể để cho quý anh chị rõ hơn. Trên đây Khanh đã giới thiệu xong các tính năng cũng giống như điểm mạnh, điểm hay trên cái chiếc xe Volvo XC60 để quý anh chị có thể cân nhắc trong cái phân khúc tầm 2 tỷ đến 3 tỷ để chúng ta chọn một chiếc xe. Mong rằng cái video của Khanh sẽ mang lại giá trị để giúp cho quý anh chị chọn lựa được một sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu gia đình và đồng hành cho nhà mình trong nhiều chuyến đi. Qua video, quý anh chị mua xe ủng hộ Khanh, đây là động lực để giúp cho Khanh có nhiều ý tưởng ra những video mới. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi và ủng hộ. Nếu mình hỏi về các chương trình mua xe, Khanh sẽ giải đáp cụ thể cho nhà mình qua số điện thoại 0856 131313, và Khanh sẽ đưa chi tiết theo nhu cầu sử dụng của từng quý anh chị để chúng ta sẽ có một chiếc xe phù hợp nhất cho gia đình. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi các video. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại nhiều video sau.